Mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao thành tích môn cầu lông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn cầu lông thành phố Cần Thơ tổ chức giải cầu lông truyền thống thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 8 năm 2014, cấp phát thanh truyền hình Cần Thơ, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1 năm 2014. Giải khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2014 tại câu lạc bộ cầu lông thành phố Cần Thơ, sân Bưu điện, số 79 Trần Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, và bế mạc lúc 15 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2014. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ tường thuật trực tiếp trận chung kết và trao giải lúc 15 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2014. Mời quý khán giả đến xem và đón theo dõi qua sóng truyền hình thành phố Cần Thơ.